một chiếc nhẫn có bay lớn thôi mà tới gần một lượng vàng. Tiêu chuẩn của kỹ năng trước giờ là tuyệt đối không để trường hợp xảy ra rơi rớt hột ra ngoài, thì cứ theo tiêu chuẩn đó một kỹ năng đã có tên tuổi ngày hôm nay. Và sản phẩm của kỳ lân thì sẽ có cái mọc logo vương miện, logo của sự cao quý, sang trọng và rất là đẳng cấp. Kỳ lân kính chào tất cả quý khách. Và hôm nay kỳ lân tiếp tục review sản phẩm cũng như giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình đến với tất cả quý khách. Em không có túi xách nhưng mà em review chiếc nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn đá quý. Và viên đá này là của khách hàng và nó nằm sẵn trên một cái giỏ nhẫn cũ vàng 14 của khách hàng. Và khách hàng đã liên hệ với Kỳ Lân để nói với Kỳ Lân rằng em hãy thiết kế cho anh, design thiết kế tạo cho một cái mẫu đẹp phù hợp với viên đá này. Ngay lập tức Kỳ Lân đã có ý tưởng và ngay lập tức Kỳ Lân thiết kế ngay và luôn ra siêu phẩm phải thiết kế. Sau khi Kỳ Lân đã có ý tưởng và lên máy tính và thiết kế design, thiết kế lên file rất đẹp gửi khách hàng ưng ngay một phát ăn luôn, và Kỳ Lân tiến hành ngay và luôn để ra được siêu phẩm hoàn thiện như thế này. Và yêu cầu của khách hàng là em làm sao thật là dày, thật là nặng cho anh, và Kỳ Lân sẽ căng thử là bao nhiêu gram, căng luôn viên đá là bao nhiêu, 9 chỉ 185 và trừ viên đá là còn cỡ 8 chỉ mấy. Một chiếc nhẫn có bay lớn thôi mà tới gần một lượng vàng, đó là sản phẩm cao cấp với công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn, hội cực kỳ chuẩn, thành ra siêu phẩm và đẹp từng chi tiết, từng góc cạnh, từng cái hột kim cương, đến hai bên là hột kim cương thiên nhiên, hai bên và cái viền cũng là viền kim cương thiên nhiên. Và cái độ dài của thành đây rất là dài. Và nhìn đây, và nhìn vào chi tiết vàng cực kỳ trong, và nhìn màu vàng cực kỳ bóng, cực kỳ sáng và không bị gợn, không bị bọt, và cực kỳ chuẩn theo công nghệ nén tiêu chuẩn châu Âu, và cũng như là độ đẹp của màu vàng raw gold. Và mình sẽ soi, và mình sẽ soi hột kim cương cũng như là vàng cũng như là chất lượng. Mỗi viên kim cương thì đều có 4 cái chấu để mình giữ lại, và 4 cái chấu 4 góc này cực kỳ đều và bằng nhau, tròn. Có nhiều cái hàng thường thì hột to, cục nhỏ, cục thiếu, cục tè, cục tà. Còn của Kỳ Lân tất cả chấu rất chuẩn theo tiêu chuẩn là làm sao làm. Tiêu chuẩn của Kỳ Lân trước giờ là tuyệt đối không để trường hợp xảy ra rơi rớt hột ra ngoài, thì cứ theo tiêu chuẩn đó một Kỳ Lân đã có tên tuổi ngày hôm nay. Và cách chọn từng hột viên kim cương cũng rất đều với nhau. Tiêu chuẩn của đồ hãng Rolex hay là một số hãng cũng vậy, về kim cương họ chọn, thay vì là họ chọn đại thì họ chọn đều hết tất cả những viên kim cương nó tương đồng với nhau, thì Kỳ Lân cũng chọn theo tiêu chuẩn đó luôn. Cho nên là đồ luxury cao cấp Kỳ Lân nó phải như vậy và tiêu chuẩn nó phải như thế. Và sản phẩm của Kỳ Lân thì sẽ có cái mọc logo vương miện, logo của sự cao quý, sang trọng và rất là đẳng cấp, và có chữ Kỳ Lân luxury bên trong bên dưới, và kèm theo là chứng nhận vàng AU. AU là vàng 750, là vàng 75, có mọc đầy đủ ha. Và Kỳ Lân xin phép với tất cả quý khách là Kỳ Lân là người trực tiếp review chứ không phải là nhân viên, không phải là các bạn nhân viên review, và Kỳ Lân muốn những gì chân thật nhất, những gì thân thiện nhất, những gì thực tế nhất với tất cả khách hàng. Cho nên là tất cả những sản phẩm mà của Kỳ Lân thì đích thân Kỳ Lân review hết, và Kỳ Lân không muốn đeo bao tay để không nhìn, quý khách không nhìn được cái độ đẹp nó như thế nào khi đeo bao tay. Ví dụ như chiếc nhẫn này, nếu như mình đeo bao tay rồi xong mình xỏ chiếc nhẫn vào thì nó sẽ, quý khách sẽ không hình dung được nó đẹp hay xấu, bởi vì không thể hình dung được đẹp hay xấu hết, bởi vì nó không hòa quyện với cái màu da của mình. Và quý khách phải thấy rõ như thế này và Kỳ Lân đeo như thế này thì quý khách sẽ dễ hình dung hơn
và sẽ biết được nó phù hợp với mình hay không. Qua video khách coi kỹ năng review thực tế nhất như thế này thì quý khách ngồi ở nhà xem thì vẫn giống như là quý khách đang đi xem thực tế. Đó là cái trải nghiệm mà Kỳ Lân thấy được trong tất cả những cái video của mình và những cái phản hồi khách hàng đến với Kỳ Lân Luxury. Cho nên hầu như tất cả sản phẩm Kỳ Lân review là đích thân review và không có đeo bao tay. Kỳ Lân cảm ơn quý khách đã thông cảm và hiểu cho. Và đây, camera cận cảnh giùm anh. Và Kỳ Lân cũng luôn có những mẫu có sẵn, có đá sẵn và tất cả đá Sophia như đá Ruby. Nói chung là liên quan đến đồ đá quý thiên nhiên cũng như kim cương thiên nhiên. Kỳ Lân không chơi những cái sản phẩm nhân tạo và không chơi những cái loại gì đó hết, mà Kỳ Lân chỉ chơi duy nhất là loại thiên nhiên. Đá quý, kim cương, đá quý, sapphire, ruby là đều là thiên nhiên. Còn vàng thì chắc chắn là Kỳ Lân chỉ chơi một loại vàng duy nhất thôi, đó là vàng 18K AU750 chuẩn châu Âu, công nghệ nén không bị bọt và hội màu cực kỳ chuẩn của rose gold, cũng như là màu vàng vàng và màu vàng chanh. Chiếc nhẫn này một lượng càng một lượng kinh khủng thiệt, mà đeo rất sướng, đeo rất đầm nha. Vâng, và như vậy là clip giới thiệu về chiếc nhẫn bằng vàng vàng 18 KAU750, trọng lượng gần một lượng vàng chuẩn châu Âu và theo công nghệ nén đặc biệt không bị bọt và hội màu cực kỳ chuẩn rose gold, đến kim cương thiên nhiên và đá quý thiên nhiên. Đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng với Kỳ Lân trong suốt từ đầu clip đến giờ, cũng như tất cả những clip mà quý khách đã xem của Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury. Và bằng cách nhanh nhất là hãy đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn của những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao sắp tới. Kỳ Lân một lần nữa rất cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại.